con ai 27 nha. Nay với tôi hai con rồi. Hên xui. Tấn biết nhớ không Tấn? Nhớ không? Trời. Chưa tới đâu anh ơi. Nghĩ sao vậy? Không. Tên cái rồi đó. Đây nè. Đây nè, dưới sông nè, không có dính. Trơn quá. Chính Tấn. Khu vực này không có trơn trời. Hai cái đầu nhưng mà dính. Rồi mang Tấn nhớ chỗ cho anh ta. Như nào? Không. Nhắc lại chỗ ông thì nhớ hết. Em đi trước. Thấy được rồi đi. Đi xuống cái kia lại cho rồi thôi thôi. Trước khi không mình nhớ qua sáng mai là được thôi. Không nhớ cái nào. Mày xăm xua quá, tới tao thử coi. Không, tao cũng xua vậy luôn. Đèn cái đó Tấn. Đây hả? Ừ. Dính. Dính này kìa. Lấy cây móc đi. Chỗ cô bự à. Từ từ từ. Hả? Tao không hên á. Đây cho Tấn cầm đi, tao thấy nó an toàn hơn. Cầm luôn nó hên. Hai sợ chuột. Đừng giữ yên luôn anh. Đang quay cái lòng chuột rồi. Sao mà nó me cái ngón tay tao vậy ta? Giống như chuột quá hả? Me cắn lên lỗ tai. Trời trời, cầm nhanh tính rồi vô không á. Rồi. Cầm á, đưa tay nghe lộ không lấy có cầm cõi không biết đường mày đi theo đi lộ không tao biết đường nó xong mà để tao canh để tao gọi à để tao thăm một cái thăm cái rồi đây
Nãy giờ được 3 con rồi. Không, bay qua đây nè. Nhớ cái hả, tao tao mày bạn về lắm đạt không? Đứng đây có rồi, coi đem con. Dính này, dính này. Không ở đây đi. Bự đã. Cái này chụp bự á. Mình gỡ cái là sao được nha. Nhẹo nha. Con này bự lắm á. Chuột coi bự mà. Này trúng rồi. Trúng ít thôi. Trúng trắng kìa. Quả. Đây chỉ là chuột ruộng. Đồng ruộng. Đồng. Nói chuyện nó đi chút. Ruộng. Đúng rồi, tải trong vườn mà. 5 con. Thì 4 con hả? Ra 5 con mà có. Cái này là như là tiện tính làm vườn nè. Cái gì? Cái này là vườn nè. Ờ, nãy tính đâu vườn không á. Cái này vườn nè. Cái gặp này luôn nè. Cái gặp nãy vườn hả? Cái này đây là nè. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Đây, ngậm cây cho. Chứ đó đó đó. Nó có phải. Ừ. Lùm tớ kìa. Lùm tớ á. Đây à. Cái giống đó. Ai có nè. Chứ nào. Rồi, đi ra. Đưa đàn đây. Nó thâm như cái quần người ta vậy. Ok. Nhờ té sập mặt còn chuột không ra cái nào con nào nữa. Dính một em. Một em nha, một em nha. Bự lắm á. À. Đây đây đi. Còn gài đó nữa. Mình cầm đèn cái mình. Dịu hầu quá. Cứ mắt rồi. Á chuột bự dữ. Chuột rất bự. Tại cắt nó gì rồi. Đừng mê giờ tao mày ơi. Mày cỏ này á, không thấy rõ. Nó nhắm tông ra kìa. Đừng ngắm bao tính. Thôi mệt. Không thích cầm bao. Ừ, chuột. Không thích cầm đèn. Thích cầm đèn thì thích cầm đèn. Tao thích cầm đèn, mày nghe rõ chưa? Tao quay mặt mày. Chả mày hiểu không? Này, kêu. Thành tích này 5-6 con. Điên hả mày? Thành tích bữa nay chó gì vừa đây. Chưa xong luôn. Thành tích. Thành tích chắc tối. Cái cây đâu? Ừ. Đây cây tao cầm cho, đi đi. Hai, hai đứa mày chỉ trách nhiệm nhiêu nhiêu đi. Hỏi thằng nào nó nhớ đi cho nó dễ. Tao sao tao cầm
Trời ơi, cái bao nặng quá. Thế nào? Nè bữa chút nè. Bữa tre đó ơi. Cái này cái gì thằng đó? Nè bữa chút nè, mà độ gì có cây không? Cây chưa chín đó tấn. Cái đó chắc luôn tấn. Cái đó quá im đó. Qua bên kia có ngõ. Nếu mà không chín là mình đi thăm cái thứ hai nữa. Hút rồi mấy anh ơi, mấy anh đi thăm. Rồi, sao bị lộn mèo rồi. Ngộ vậy. Sập không? Không sập mà, lộn mèo chứ, sợ. Lâu đi đó giùm anh. Đây có đường đi có quẩy lòng dơ rồi chuột cái đá nó quẩy kiểu đó, nó cầm nhẹ hiệu giống như nó có nhiêu chuột đâu, có mấy con mà cầm cũng được, nó quẩy kiểu đó dơ hại. Nó đi nào. Im quá mà không dính trời. Rồi tới cái con tướng làm sảy nè. Tới cái con tướng làm sảy nè, mà mới dính không. Lại làm sảy một cái nữa tướng. Tôi chồng bộ tướng. Rồi sáng thăm cho mày thăm cái nữa. Sáng thăm lại dính cho mày thăm cái nữa. Là ba con. Thế nào? Sao tao không thấy gì vậy? Dính. Có nhát rồi, nó dính đâu. Chắc nhát rồi. Nhát rồi. Khó đi luôn. Kiếm rừng nào đi cho dễ hay đừng chọn cái đường kia. Ngồi vậy, thôi lò á. Gài lá tức. Gài mỏng mỏng thôi nha. Chỉ cách gài hồi nãy rồi đó. Thò lòi nó vô hổ người nữa. Trời ơi, thò lòi còng nó bò vô, nó trúng thì nó sạch chứ vậy. Còng bò vô thì ấy. Ừ. Thì dính nó rồi. Cái này thì cũng gốc trên nè. Cái mì phẩm này. Chút kiệt. Đó. Từ đó. Rồi cho nó coi tính. Tốt rồi. Vâng rồi. Sao chỗ này ngon quá mà không dính thì sao trời. Không hiểu nổi. Không, xíu hai cái đó bạn về mình thấy không? Cái đó nó tức. Thế nào? Thế nào dính nè. Lúc về mình không dính ha. Cái gặp này để lâu liễu cái gì? Vậy đó mà nó dính. Không phải, cái dính thì cái dính. Thì sợ bị mất thôi. Ờ, ở đây có ai. Sáng có ai đâu đi vườn đâu mà nó. Sáng mình đi trước người ta thôi. Sáng mình thăm người trước người ta nữa nè. Ta, cả 7 giờ tao ra vườn. Hồi nãy làm gì mắt hết con nè, giờ mắt hết thứ 2 nè. Thứ 3 chứ. Thứ 3, thứ 2 lắm. Chụp cái con. Ây da. Nhẹ dạ. Thôi. Cảm ơn gài á. Làm gì? Làm gì? Dạ, làm. Trời trời. Tôi tưởng là được rồi. Nó chút cái đầu ra rồi nó không có vô đâu. Chuột này khôn cái gì á.
cắn cái bao á. Cắn bao hả? Gài ra đi. Đi. Trong 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 cá 15 phút rồi. Coi đây, thành tích đây. 5 con. Đi cũng nói 5 con đó trời. 6 con nó 5 con, đá bây giờ. Đâu, khoảng 10 điểm coi thử mấy con. Tha con. Chỉ không biết. Chết tình anh ơi. Nhìn không kỹ. Tròn nhỏ bắt bẻ. Tao có cầm đèn không? Bạn về em đi đó về luôn. Ừ. Hai cái đó về luôn. Chưa tới khúc kia có nhà đừng nói chuyện lớn quá. Con chó sữa nè. Gầm ben. Dính này kìa. Hả? Thấy mắt, thấy mắt chùa rồi đó. Còn nữa, con nữa nha. Mày đổi đầu luôn đi, đừng có cầm. Nhìn ai có. Trời ơi trời. Hàng gì thấy nãy giờ không có đổi đầu. Đèn mà cứ cầm hoài thấy kỳ kỳ. Thì tao tưởng mày hiền lắm. Ai ngờ. Không có cái hoài. Rồi cái đó đâu rồi? Nó lỏng lẻ à, à cầm cho nó sướng. Khu quán ai gọi trên rồi cũng lỏng à. Không thích cuộc. Không thích cuộc. Chuột cái dữ siêu dữ chưa? Giấy. Giấy giấy. Giấy. Giấy được phòng kìa luôn kìa. À bị dữ nữa. Này húng không? Này ngon. Này cũng được. Cầm đường hết cái tép. Bữa đó hình. Cho nhãn ủng luôn kìa. Ủa nó ăn nhãn đây nhóc chứ. Không phải, không phải. Bột dừa không hơn. Bữa hổm gần 20 con không nhỉ? Ừ. Bữa hổm 20 con là chục cũ nữa. Mà tính theo bữa hổm là gài là hơn 20 con. Hơn 20 con, hơn mấy con. Bữa đó tôi cầm hổm 30 con. Bữa hổm gài trúng rồi. Lần này em biết trúng không ta? Mặt đẹp trai quá quen cái nè. Đây đây. Nhìn vô. Đi đi. Cái khi dính ra nó tính. Sao đó quá trời im luôn á. Mà hai cái đó thế nào phải có một cái dính. Dính nào. Đấy. Dính con nữa kìa, bự nữa. Con nữa, con nữa, bự nữa. Trời. Hả? Cái hồi chưa với cái đầu tiên tôi không là giống hịch luôn á trời. Chuột da. Cái con tướng giờ chưa kịp nói nữa. Đường này mình chưa đi qua rồi nữa. Đường bên đây chưa, đường bển rồi. Đường bển ngon lắm. Đường bên đây toàn mình đi đường về không à. Đây đường ngon ngọt không? Cái gì? Đường nó ngon nó ngọt không? Không. Ờ, con nghe đường á, đường thì ngon. Đường á, hú ông ngon lắm, đặt chuột cũng được á. Mình nghe đường, đường thì ngọt. Đường tất nhiên phải ngọt rồi. Cái đường này mà chứ. Dai, đường có hộp thì dai. Đường số. Đường cái số. Thôi, nói chuyện chứ chết quớt rồi, hết tiếng đường. Đó, hết tiếng đường rồi đó. Đường. Đặt này chỗ nào chỗ này cũng ngon hết trơn à. Một cái cây nữa kìa. Bị che bị chút. Che. Che.
Chi vắng nè. Sáng ngày gì che. Nào. Sao nó gồ chứ tao phải dính. Đâu? Tao lứa. Ôi, cũng bự à. Nó cực bự mà. Cầm một tay thôi cũng đâu có sao đâu đấy. Tay cũng thôi rớt rồi. Chưa đầy nhầm tóc. Mình chối mình cầm đèn không đi. Tao gọi cho mày. Rồi con này nó nghi quá. Vột hả? Nó tông quá. Còn khá chưa mở gai sao nó vô. Còn chưa. Tinh thần. Sắc. Sao nó mở ra? Chuột cái gì nè? Chuột có đảm đảo luôn á. Kệ đâu. Mình nó quên hoài, nó có làm gì đó. Nó này trúng rồi. Sáng với chị ra cho. Thôi nói 15 con là bữa nay là đủ yêu cầu đó. Có sáng nữa mà. Không này dài cho anh đi. Cho hả? Nhậu quá. Dài đem vô trong sức chân. Đường này tập tâm giác. Cắt như dài nè. Cái này nè. Ừ, vừa của người ta chọn trẻ. Đây nè anh ơi. Chưa tới chỗ đó nè. Dính này kìa. Có mà chuột nhỏ. Chuột này chuột gầy gắn. Chuột này chuột đúng chuột gầy gắn luôn. Chuột đúng gầy gắn luôn á. Cầm gì đi về luôn đi. Tức quá. Bỏ vô sẽ bắt ra ta. Kệ bỏ vô lấy cái găng tay cùng ngọ bắt ra. Găng tay cùng ngọ. Thôi. Cầm đèn đi. Thôi cầm đèn đi. Chuột bình thường đó. Mình cầm giùm cái lông chuột mà. Đây à. Đây nè. Khui gà không? Gà bỏ vô. Đúng rồi. Tự nó bỏ nha. Chụp tay luôn nghe ghê vậy. Ghê gì chờ được không? Ây da. Xước hả? Con này con nhỏ nè. Vô cho nó cắn thôi. Gậy đi. Chỗ này gậy nè, kia yên ta. Chỗ này nè. Thôi, kia đi. Dễ gà nhé. Trời ơi, nó vô nó không ăn được cái nhãn luôn nè. Ừ, để lại luôn đi. Nhỏ quá sao ăn được. Để tao quay lên coi. Đây chỗ này cũng được nè, chỗ này cũng ngon đó. Đây đừng lắc cái điện thoại, mình lắc cái điện thoại nó mờ. Nó mờ mà nó người ta coi chóng mặt lắm. Lỡ mình đang có người xem rồi sao. Người xem ta vô ta chóng mặt chứ ta chỉ cho xem luôn. Nghĩ hết thôi. Chóng mặt quá. Rồi. Phải làm cho ta vui cười. Còn mấy cái hết rồi. 5 cái nè. Lấy cây xài 5 cái nè. Mình thôi rồi. Thấy được không? Trong cái thấy. Thấy. Thấy rõ hả? Còn cái cuối cùng. Dưới này, ngon ngon. Âm chùm hừ. Hừ đâu xào nguyên đó mày. Nó nhỏ ở nhà ta.
có tông ra Nghĩa ơi. Tông cái đầu mỏ máu luôn á. Quên. Bao đường dừng về luôn. Láo điên này nữa mà điên. Ba cái gì không? Nực quá. Ủa. Nực quá. Tao nhớ đâu một cái rồi ta. Đưa đạn tao Minh, đổi ra vậy. Dạ, cầm đi. Cầm đạn á. Đi cho. Không cầm bao hết rồi. Đủ không? Mẹ đi dọn cái cầm chứ. Dọn cái gỗ dụ không gỗ tào lao không. Thôi còn 3 cái nó hết rồi. Nha, 3 cái dính luôn nha. Ừ. Ba cái ba con nữa hả? Qua cái mưa bên đây là một cái nè. Đó đó. Nó có dính không? Ờ, nhớ cho mình có nè. Nó dính được. Hôm qua là có nè. Trời ơi, chung kìa. Dính nào? Chưa tới rồi mà nó gọt đi rồi. Đó, cái đó đó. Không có rồi. Còn hai cái cuối cùng, tuốt đằng kia. Hai cái nó là về luôn. Cái này trời cũng phải nửa ký lô, hơn nửa ký lô rồi đó. Bảy tấm con gì rồi? Hai chục cử không à? Có hai con chuột nhỏ, mà hai con đó đi gầy gắn. Thợ chỗ này nhiều lắm ấy. Dính thôi. Dính kiểu đó thôi. Cái này nãy có đặt lại không? Có. Mà dễ gì mới dính. Mấy đi về còn chơi liên quân nữa. Ganh cao nhất của bạn là gì? Với thật ra tao ganh đồng nữa. Ganh cao nhất là cao thủ. Thách đấu thì lên không nổi. Bay qua tích. Dính. Khó thấy lắm. À, hình như dính này đúng rồi. Quay vào bánh rồi rồi dục cái lòng qua cho ta. Người ta hâm để vào bánh. Xíu. Anh ta bay quá. Dính được không? Trời ơi. Nè, lo lên. Lúc nhét không có. Dướng không vậy? Còn cái đèn cũng như không à. Còn cái nè. Anh Tấn này. Trời ơi, dướng con dây nữa chứ. Đừng có buồn quá, ngày mai xách dao lo mằng hết trên cỏ đây nha. Để nữa tao gài chuột nó đó. Buồn lắm á.
chưa mày gọi. Đâu đây còn cái nữa hả? Cái này. Yeah. Tới mình phóng. Không dính con nào. Rồi nó dài dài này dưa nè. Dừa trái nhóc luôn. Làm chi vậy? Đường, đi đường bển như vậy, vậy tao cũng không qua bển nè. Tao để đất em ơi. Coi chiến lợi phẩm rồi kết thúc video này. Nhiêu thôi nè. Tim. Khoảng 2. Ê được cái động. Để đếm mới được. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 con. Làm được 10 con. Sáng quay tiếp. Sáng thăm có kết quả rồi quay cho mấy cái xem.